đưa con đến điểm thi, dặn dò con trước khi bước vào phòng thi, rồi lại ngồi chờ hàng tiếng đồng hồ trước cổng trường cho đến khi tiếng trống làm bài kết thúc. Đó là sự đồng hành chăm lo của các bậc phụ huynh dành cho con em mình trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Những tình cảm ấy đã giúp cho mỗi thí sinh vững tin hơn trong kỳ thi quan trọng nhất, kỳ thi quyết định tương lai. Trước mỗi môn thi, nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến tận cổng trường và không quên dành cho con những lời dặn dò, động viên để con vững tin bước vào phòng thi. Vậy nhưng sau đó thì chính họ cũng không giấu được nỗi lo. Rất là lo lắng, còn lo hơn cả con ấy, tại vì là trong cái thời gian này lại vừa là dịch bệnh, thứ hai nữa là các con học trực tuyến ấy, nên là nó cũng ảnh hưởng đến cái về cái chất lượng học của con, nên là mình cũng rất là lo. Trước khi đi thi trong mùa dịch này thì mình cũng phải dặn dò các con là phải bình tĩnh, làm gì làm phải bình tĩnh thì mới có kết quả cao được. Cũng sốt ruột đi, cũng chờ xem là con còn thiếu sót cái giấy tờ gì không để lo, còn nhỡ còn thiếu cái gì để hỗ trợ các con. Với cả khẩu trang chuẩn bị cho con được tối hôm qua rồi, nhưng mà mình vẫn cứ lo xa một tí. Tôi cũng thấy là bây giờ là tất cả các ban ngành ấy, từ y tế rồi với lại an ninh, tôi thấy là làm rất tốt. Tôi thấy là cái công tác tổ chức của năm nay là các ban ngành tập trung vào các cháu, rất quan tâm các cháu mà rất là tốt, nhất là y tế ấy. Ngoài kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong suốt 12 năm học, thì sự yêu thương và kỳ vọng từ người thân, gia đình chính là nguồn động viên để mỗi thí sinh sẽ bình tĩnh, tự tin, nỗ lực hết mình để có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi quan trọng này.